Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Kính thưa quý giá, thì chúng cũng biết là ngày hôm thứ ba thì phía bên lẽ ra thì ông đại sứ của Hoa Kỳ là ông Gordon Sondland sẽ có mặt tại Hạ viện Hoa Kỳ để trong một cái buổi điều trần kín với lại ba thành viên của ba cái ủy ban điều tra về cái việc luận tội tổng thống Donald Trump liên quan đến những gì đến Ukraine. Nhưng cuối cùng vào giờ chót thì phía bên tòa Bạch Ốc đã ra lệnh cho ông Gordon là không đến và không tham dự cái buổi điều trần kín đó với lại Hạ viện. Thì tình hình nó như thế nào thưa anh Bình? Cái buổi điều trần này đó thì nó là cái từ pháp lý của nó là deposition. Deposition là thông thường trong những vụ kiện dân sự cũng như là hình sự, nhất là những vụ kiện dân sự thì trước khi ra tòa đó, các nhân chứng được mời đến trong một cái phòng riêng, không có bồi thẩm đoàn gì hết, và hai bên có luật sư của mình và những người mà công tố đó cũng sẽ hỏi để mà lấy lời khai. Thì cái này đó là cái thủ tục lấy lời khai để chuẩn bị cho những cái buổi phiên họp lớn về chuyện mà luận tội sau này. Ông Sondland tại sao được sở dĩ mà ông bị lọt vô trong cái tầm ngắm của bên Hạ viện á, ông xuất thân là một triệu phú thôi, một người mạnh thường quân mà đóng góp nhiều cho ủy ban tranh cử của ông Trump. Nghe nói đóng góp tới 1 triệu Mỹ kim. Đúng rồi. Là một những, và theo cái truyền thống của Mỹ, thường thường những người mà đóng góp lớn á thì sau đó hay được bổ nhiệm làm đại sứ ở những cái nước mà nó là vô thưởng vô phạt. Nên có tính cách là nghi lễ nhiều hơn. Trường hợp ông Sondland thì có lẽ ông cũng có khả năng về ngoại giao cho nên ông Trump mới bổ nhiệm ông làm đại sứ Mỹ tại Liên hiệp Âu Châu. Thì cái thẩm quyền của ổng là đại diện cho ông Trump trong cái quan hệ với các nước trong thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Không có Ukraine. Tại vì Ukraine chưa được vào EU. Ukraine là thành viên của NATO thì có. Lý do mà ổng bị lọt vô trong cái vòng mà pháp lý này đó là tại vì trong vào khoảng chừng tháng 5 và tháng 6 năm nay trở về sau cho đến cái ngày mà chuyện nó nổ ra. Thì trong cái những cái nỗ lực riêng của ông Giuliani là luật sư riêng của ông Trump, có cái sự hợp tác của ông Sondland và ông Kurt Volker là đại đặc sứ của tổng thống tại Ukraine trong cái quan hệ giữa Mỹ và Ukraine. Và một nhân vật thứ tư nữa là Bill Taylor là người đại sứ mới, đại sứ chính thức của Mỹ ở Ukraine. Thì bốn ông này, ông Sondland là đại sứ ở Liên hiệp Âu Châu, nhưng mà ông với cái lệnh của ông Trump thì ông Sondland lại được giới thiệu với ba ông kia. Có lẽ là vì cái quan hệ riêng giữa ông Sondland với ông Trump và với ông Giuliani ở New York. Cho nên ông Sondland bị kéo vô trong cái vòng này, cái vòng lẩn quẩn này. Thì tên của ổng được nhắc đến trong cái bản mà tố cáo của cái nhân vật bí mật đó. Nói là đây là một những nhân chứng mà có thể biết được cái sự việc. Và ngày thứ tư tuần trước, ông Kurt Volker, đặc sứ của tổng thống ở Ukraine, người đã từ chức ngay sau khi vụ này nổ ra, thì ông Volker là người đầu tiên ra điều trần trước Ủy ban tình báo của Hạ viện. Thì ông Volker ông in sẵn hết những cái text mà bốn ông trao đổi với nhau trong thời gian tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Đặc biệt nhất là từ tháng 7 đến tháng 9. Ông in hết rồi ông nộp. Vì có lẽ ông phải chúng theo luật sư của ông đề nghị để đưa ra, để bất cứ người nào mà bị gọi ra thì cái chuyện đầu tiên là phải lo cho mình trước rồi đã. Và luật sư phải khuyên là có cái gì mà ông gọi là phải tìm mọi cách để mà chứng minh là mình là một người vô tội cái đã. Cho nên ông Volker ông giao hết những cái text đó ra. Như tất cả các khán giả cũng biết là những gì mình viết qua viết lại trên text á. Thật ra rồi đây rồi sẽ có người biết thôi. Cho nên giao hết thì trong cái text này thấy rõ là ông Sondland là... Ông Sondland là cái ông đứng bên tay phải của ông bên tay trái của ông Jared Kushner đó phải không ạ? Đúng ạ, ông trong đầu ạ.